hàng quán đóng cửa, bãi biển vắng hoe, đường phố và các điểm du lịch thưa vắng người. Đến khu du lịch bãi cháy thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh những ngày đầu tháng 3 năm 2020 sẽ ngỡ ngàng. Một trong những khu du lịch vốn sầm uất nhất miền Bắc nay rơi vào cảnh điều hưu. 9 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đang là sáng chủ nhật, thế nhưng cảnh tượng vẫn vắng tanh. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại khu du lịch Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Những ngày này hàng quán ở đây đã tạm thời đóng cửa vì dịch Covid-19. Bờ biển thì vắng hoe, còn các điểm vui chơi thì thưa thớt bóng người. Theo đánh giá của Sở Du lịch Quảng Ninh, từ đầu tháng 1 năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát, lượng khách đến địa phương này sụt giảm nghiêm trọng. Sang đến tháng 2, tình hình cũng không khả quan hơn khi tổng lượng khách ước đạt 555.000 lượt, chỉ bằng 26% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu từ khách du lịch đạt 993 tỷ đồng, bằng 28% so với cùng kỳ năm 2019. Tại khu du lịch bãi cháy, hầu hết các cửa hàng đều tạm đóng cửa vì dịch bệnh. Trên bãi biển, dù thời tiết đẹp nhưng chỉ có vài bóng người địa phương dẫn trẻ em tới nô đùa. Trước tình hình này, ngành du lịch Quảng Ninh đang triển khai các giải pháp nhằm phục hồi thị trường du lịch trong thời gian tới, trong đó tiếp tục tuyên truyền quảng bá du lịch Quảng Ninh an toàn và xây dựng gói kích cầu du lịch tại địa phương ngoài ra quảng ninh sẽ tham gia chương trình quảng bá kích cầu của tổng cục du lịch và triển khai chương trình xúc tiến du lịch địa phương tại các thị trường tiềm năng như đông âu ấn độ v v